Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay. Thưa quý vị, vừa qua, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp cùng với Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức đợt triển lãm về văn hóa ốc eo tại thành phố Vũng Tàu nhằm tạo điều kiện cho người dân và du khách hiểu hơn về một nền văn minh vốn có trên vùng đất phương Nam đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi, mời quý vị cùng theo dõi. Đợt triển lãm văn hóa ốc eo tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến 18 tháng 6 năm 2022. Chương trình trưng bày giới thiệu đến người dân Bà Rịa Vũng Tàu cùng du khách 124 hình ảnh cùng 112 hiện vật về nền văn hóa ốc eo được lựa chọn từ các cuộc khai quật khảo cổ học tại tỉnh An Giang. Các hiện vật mang đến đợt triển lãm chủ yếu sử dụng trong đời sống tâm linh, đời sống sinh hoạt, các sản phẩm thủ công. Không gian triển lãm được chia gồm hai phần. Phần 1 là tranh ảnh về các cuộc khai quật khảo cổ học diễn ra qua từng thời kỳ tại di tích ốc eo Ba Thê và Đá Nổi Phú Hòa thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Trong đó, di tích ốc eo Ba Thê đã được nhà nước xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Những hình ảnh về các hiện vật thu được là tượng Phật bằng đồng, tượng thần Shiva, tượng thần Vishnu, các bức phù điêu mặt người làm bằng đất nung, cùng hình ảnh về những loại trang sức được làm bằng vàng, bao gồm nhẫn, khuyên tai, mặt đeo, hạt chuỗi. Phần 2 là không gian trưng bày các hiện vật phục vụ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân thời xưa, thu được qua các cuộc khảo cổ như ly, cốc, bình gốm, nắp đậy, bát ăn cơm, các dòng sâu chuỗi làm trang sức, giỏ sò. Hôm nay mang đến buổi triển lãm về văn hóa ốc eo thì Bảo tàng tỉnh An Giang giới thiệu đến về phía Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu cũng như người dân ở Bà Rịa Vũng Tàu biết về nền văn hóa ốc eo, gồm có một số những cái hình ảnh, những cái hiện vật tiêu biểu, trong đó có hai khu di tích đặc trưng nhất và tiêu biểu nhất, đó là khu di tích ốc eo Ba Thê và khu di tích Đá Nổi ở Phú Hòa, năm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia tại Bảo tàng tỉnh An Giang và một số những cái hình ảnh tiêu biểu nhất về văn hóa ốc eo ở tỉnh An Giang. Ngoài phần triển lãm nền văn hóa ốc eo của tỉnh An Giang, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng giới thiệu đến du khách và người dân tỉnh về dấu ấn văn hóa ốc eo tại địa phương, mà rõ nhất là hình ảnh về cuộc khai quật khảo cổ tại Dòng Lớn, xã đảo Long Sơn vào năm 2003 và 2004, được phát hiện được rất nhiều hiện vật chôn theo trong mộ, gồm đồ đất nung với nồi, bát đồng, bình, chậu, hũ, đồ thủy tinh với hạt chuỗi hình cầu, hình trụ, quả lê, đồ đá, đồ kim loại sắt với kiếm, dao găm, giáo, tiêu biểu là ba mặt nạ vàng, hình chữ nhật dập nổi hình mặt người. Qua đó khẳng định di chỉ Dòng Lớn ở xã Long Sơn thuộc nền văn hóa ốc eo có niên đại từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Nếu như ở miền Bắc nước ta nổi tiếng với nền văn hóa Đông Sơn, miền Trung được biết đến với nền văn hóa Sa Huỳnh, thì ở miền Nam có nền văn hóa cổ với tên gọi ốc eo. Các di chỉ về văn hóa ốc eo được một nhà khảo cổ người Pháp tên Louis Malaret phát hiện vào năm 1942 tại gò ốc eo, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Sau khi đất nước thống nhất, nền khảo cổ học của Việt Nam phát triển, văn hóa ốc eo còn được tìm thấy ở nhiều tỉnh thành Nam Bộ như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ. Văn hóa ốc eo tồn tại vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy sau Công Nguyên. Các lớp văn hóa ốc eo được xác định thuộc về Vương quốc Phù Nam. Đây là một vương quốc cổ nằm ở hạ nguồn sông Mekong và tiếp giáp biển gần khu vực vịnh Thái Lan, nơi giao thương khá phát triển. Các hiện vật thu được qua các cuộc khảo cổ từ viên gạch xây tường thành, đồ gốm, đồ kim khí, trang sức, các tượng Phật, tượng thần được điêu khắc đục đẽo khá tinh xảo, có ảnh hưởng từ nền văn minh Ấn Độ. Điều đó cho thấy văn hóa vật chất và tinh thần của người dân thời bấy giờ khá phong phú,
có sự bang giao với nhiều nước trong khu vực. Thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ngày nay được xác định là kinh đô của Vương quốc Phù Nam, với trung tâm xoay quanh núi Ba Thề. Những hiện vật khai quật là những con dấu và đồng tiền La Mã đã cung cấp cho giới chuyên môn về nền văn hóa Ốc Eo đã tồn tại khá lâu đời. Tuy nhiên, hiện nay, các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử ở nước ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân xác thực nhất vì sao nền văn hóa Ốc Eo bị suy tàn và trở thành phế tích. Hôm nay được đến thăm cái viện bảo tàng của Bà Rịa Vũng Tàu mình thì em tiếp thu thêm những cái lượng kiến thức về cái nền văn hóa Ốc Eo này. Qua những cái tư liệu mà em nhìn thấy được thì em cảm thấy là cái cuộc sống của họ thời đó mặc dù là chưa phát triển nhưng mà đời sống tinh thần rất là phong phú và đa dạng. Em được có cơ hội tham gia vào buổi tham quan bảo tàng. Bây giờ thì em cảm thấy rất là vui và thú vị bởi vì em có cơ hội được nhìn ngắm những cái cổ vật của nhà văn hóa em. Đó em giúp em có được những cái kiến thức về lịch sử. Thì trước kia em cũng đã được nghe nói về văn hóa Ốc Eo và được học sơ ở năm cấp 3. Thì ngày hôm nay cũng cho em thấy được tận mắt những cái cổ vật, cũng thêm cho em nhiều kiến thức về lịch sử. Đợt triển lãm về văn hóa Ốc Eo tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mỗi ngày đã thu hút hàng trăm lượt khách đến xem và tìm hiểu. Đây là lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức giới thiệu bộ sưu tập hình ảnh hiện vật tiêu biểu về văn hóa Ốc Eo. Trong đó, tỉnh An Giang là địa phương tiêu biểu và rõ nhất về nền văn hóa này. Hoạt động triển lãm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và nhân dân địa phương đến tham quan, tìm hiểu về nền văn hóa Ốc Eo. Qua đó, nâng cao hiểu biết về lịch sử dân tộc, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo vệ nét đẹp văn hóa. Chương trình văn hóa nghệ thuật đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.